không lâu sau khi truyền thông Anh đăng tải thông tin rằng Nick sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên tạm quyền của MU. Chủ tịch Alexander Plutnik của Lokomotiv Moscow cũng xác nhận thương vụ này trước trận Lokomotiv Moscow thua Lazio tại Europa League sáng nay. Ông Alexander Plutnik đã mở lời đề nghị huấn luyện viên người Đức đến Man United. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu với Lazio. Chúng tôi sẽ nghĩ đến điều này sau trận đấu. Mọi thứ đều rất ổn. Ông Alexander Plutnik đã trả lời câu hỏi về việc Ralf Rangnick sắp chia tay đội bóng nước Nga. Theo tờ Metro, MU vẫn chưa đạt thỏa thuận giải phóng hợp đồng cho huấn luyện viên Rangnick. Với Lokomotiv Moscow, Quỷ Đỏ đang rất rốt ráo đàm phán để sớm bổ nhiệm cựu chiến lược gia của Leipzig. Theo nhà báo Andy Mitten, Solskjaer đã theo dõi trận MU thắng Villarreal. Đúng như tuyên bố, ở chuyến làm khách tại Tây Ban Nha, Quỷ Đỏ đánh bại tàu ngầm vàng 2-0. Chiến thắng giúp MU giành vé đến vòng 1-8 trước lượt trận cuối. Không chỉ vui vì MU thắng và đoạt vé đến vòng knock-out, Solskjaer còn rất hạnh phúc vì được cổ động viên tri ân. Cụ thể, trên khán đài sân của Villarreal, người hâm mộ Quỷ Đỏ đã ngân nga điệp khúc "Bạn là Solskjaer của tôi". Nhà báo Andy Mitten cho biết, huấn luyện viên Solskjaer xem trận đấu tại nhà riêng, ông đã rất cảm động trước hành động không ngờ của người hâm mộ MU. Trước đó, ông đã bị xử tệ ở trận thua Watford. Sau trận thua này, Solskjaer đã tiến đến khán đài xin lỗi người hâm mộ. Đáp trả ông, cổ động viên Quỷ Đỏ đã la ó và huýt sáo phản đối ông. Sau trận thua Mura ở cúp C3, huấn luyện viên Conte nói thẳng rằng trình độ hiện tại của Tottenham là không quá cao. Ông nói, sau 3 tuần làm việc, tôi đã biết rất rõ tình trạng thực sự của đội bóng. Nó không hề đơn giản. Vào thời điểm này, trình độ của Tottenham không quá cao. Tôi hạnh phúc ở đây nhưng chúng tôi phải làm việc rất nhiều để cải thiện chất lượng đội hình. Tottenham có một khoảng cách quan trọng với những đội bóng hàng đầu nhưng tôi không hề sợ. Đội bóng sở hữu cơ sở vật chất tuyệt vời nhưng chúng tôi phải bắt đầu tiến lên từ phía sau. Sau 3 tuần làm việc, tôi nhận thấy các cầu thủ thực sự muốn cống hiến và có cam kết tuyệt vời. Nhưng đôi khi điều này là không đủ. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, huấn luyện viên Conte cho rằng Tottenham đã chơi tệ trước Mura. Ngoài ra, ông còn gửi lời cảm ơn người hâm mộ Spurs, đồng thời xin thêm một thời gian để giúp đội bóng đạt đến trình độ tốt hơn. Trong 50 trận đã chiến đấu trên mọi đấu trường dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel, Chelsea có tới 31 trận giữ sạch lưới, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào. Xếp các vị trí tiếp theo lần lượt là Sevilla, Man City với 22 trận, Liverpool với 19 trận. Ngoài ra, The Blue chỉ để lọt lưới 24 bàn, ít hơn bất cứ đội bóng nào trong top 5 giải đấu lớn hàng đầu châu Âu. Số bàn thắng mà đội bóng Tây London ghi được trong giai đoạn này là 81 bàn, trung bình 1,6 bàn một trận. Với sơ đồ 3 trung vệ, Chelsea đã khai thác tối đa khả năng của các cầu thủ chạy cánh như Ben Chilwell hay Marcos Alonso. Với phong độ rất ổn định dưới thời Tuchel, The Blue hoàn toàn có thể đặt mục tiêu xoáng ngôi vương của Man City ở sân chơi số 1 nước Anh. Trước sự thăng tiến vượt bậc của Gavi, Barca đang muốn nhanh chóng chói chân tiền vệ này. Lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia đã có nhiều cuộc gặp gỡ với người đại diện của cầu thủ mới 17 tuổi này. Mục đích của họ là sẽ ký hợp đồng với Gavi trước thềm Giáng sinh năm 2021. Hợp đồng hiện tại của Gavi với Barca chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm 2023 với điều khoản giải phóng là 50 triệu euro. Nếu không nhanh chóng chói chân tài năng trẻ này, đội bóng xứ Catalonia rất có thể sẽ mất Gavi trước sự nhòm ngó của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu khác. Họ muốn rút kinh nghiệm từ trường hợp để mất tiền vệ Moriba vào tay Leipzig trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.